Chương 19, trận chiến giữa Vegeta bản ngã vô cực và Granola đang dần đi tới hồi kết, cả thành phố bị đổ vỡ vì sức mạnh của bì xanh. Do hiện tại đã không còn đủ thể lực để chống lại các đòn tấn công từ Granola nữa, anh lấy lại thăng bằng và bắt buộc phải tránh, vừa nhảy lên thì ăn vô số đòn ki nát hết người. Granola xuất hiện qua làn khói, hắn vẫn giơ đôi tay ỉa chảy chĩa về phía Vegeta. Sao thế, chiêu thức của ta không tiếp thêm sức mạnh cho ngươi à, tên khốn chết tiệt này. Ngậm miệng và tiếp tục ăn đòn đi con trai, bí xanh không hề dừng lại, hắn muốn rau phải nếm trải được đau khổ mà người Cezan từng nếm chịu, ông cháu lăn quay ra đất. Bí xanh dịch chuyển đỡ lại trong sự đau đớn tột độ, không còn siêu bản ngã hay gì đó mà ngươi gọi nữa à. Vũ trụ đang chứng minh ta đúng, số phận đó đã quyết định rằng bọn Saiyan các ngươi phải chết dưới tay ta, Vegeta tóm lấy chân của bí xanh. Đừng có mà gầy sớm, bỏ ta ra tên chết dẫm, chính ta mới là kẻ làm chủ số mệnh của mình. Granola tức giận, hãy học cách nhận ra đây là lúc ngươi phải thua, vừa dạy dỗ ông cháu vừa đấm cho nhức hết người. Đây là cái giá mà các ngươi phải nhận đấy Saiyan, chuẩn bị đi đời thì Goku xuất hiện đấm vào mỏ bí xanh, Vegeta bất ngờ, hắn lùi lại phía sau. Kakarot là ngươi sao, gì vậy vẫn còn đứng được sau đòn tấn công của ta, chờ ở đây đi rau. Từ bây giờ cứ để tôi lo, chưa nói hết câu thì ông cháu bị ăn sút siêu thốn dính tường. Ngươi nói cái quái gì hả? Rau tiến lại gần Kakarot, anh xách cổ thằng nhỏ lên đấm Goku như con nẻ. Ta chưa cho phép ngươi can thiệp vào trận chiến của ta, không có ai mà ta muốn đánh bại ngoài ngươi cả. Thôi nàng men, cậu sẽ phải hối hận vì cái thái độ trẻ trâu này đấy. Câm miệng đi, ngươi nên biết rằng ta chỉ sát cánh chiến đấu cùng ngươi khi cần bảo vệ thứ gì đó. Bảo vệ sao? Thế còn cái mạng của cậu thì sao? Hay cậu đang cố gắng để chính mình bị giết ở đây vậy? Rau cười nhẹ, thế vẫn tốt hơn là chiến đấu cùng ngươi. Ngay lúc này, Granola dịch chuyển tới, cánh tay chuẩn bị ra đòn tất sát vào yếu huyệt của Vegeta, Goku dùng khi đẩy Rau lệch khỏi đòn ất tách, ông cháu bay 80m dính đất, Granola bất ngờ, sao ngươi có thể làm vậy được chứ? He he, ta đã đọc được tất cả các đòn đánh yếu huyệt của ngươi. Nó không còn tác dụng với ta nữa đâu, đừng có chọc cười ta chứ, cứ bịp bịp như thế cũng khiến cuộc chiến này thú vị hơn ấy. Bí xanh dịch chuyển phía sau Goku, cậu đã tính toán trước việc này nhưng vẫn để bị trúng đòn, Kakarot mất dạng Blue gục xuống mặt nước, lẽ ra ngươi nên nằm yên tại chỗ mà ta đã đập ngươi đầu tiêm ấy. Tạm thời ở đây đi, ta sẽ tra hỏi nơi ở của Frieza sớm thôi. Bất chợt bí xanh ăn một đòn ki hơi thốn, what the hell, chuyện quái gì xảy ra vậy? Ta nói rồi, chiêu đó không có tác dụng với ta nữa đâu, Granola tấn công Goku, cậu vẫn trúng đòn nhưng không hề hấn gì cả. Ông cháu nắm lấy tay bí xanh thật chặt, giữ khoảnh khắc này thật lâu sau đó tung đấm khiến thằng cu bay 81m. Granola lay lên trời, có phải ngươi đã chuyển điểm huyệt đến vị trí an toàn? Đúng có một điểm dùng nhỏ nhất giữa lúc ngươi khóa các yếu huyệt và tấn công sau đó, ta không thể né chiêu đó hoàn toàn nhưng ít nhất khi dính chiêu sẽ không quá đau đớn. Khá lắm Saiyan, ta không nghĩ sức mạnh của các ngươi lại gây khó khăn cho ta như vậy, rõ ràng với kỹ thuật vô cực vớ vẩn đó, ngươi hoàn toàn có thể làm được, phòng thủ thuần túy, mà nếu ngươi không chủ động tấn công thì cũng không có cửa thắng đâu, ngươi nói đúng, đó là vấn đề của ta. Lúc này Rau đã kịp hồi phục lại chút ít, trận chiến của Granola và Goku đang diễn ra căng thẳng, sức mạnh của hắn không còn vượt trội. Kakarot bị ăn sút 82m dính đất, cơ thể của cậu đang gần tới giới hạn rồi, Rau nói lớn, này Kakarot, hãy để ta. Sao cậu cứ bị ám ảnh bởi việc chiến đấu một mình vậy? Khó nói lắm, ngươi có thể coi nó là niềm kiêu hãnh của một chiến binh Saiyan bướng bỉnh như ta. Granola cũng sắp tới giới hạn rồi. Hắn chỉ vừa học được cách giải phóng sức mạnh này, nên hắn sẽ không kéo dài được lâu đâu. Khi kiệt sức chính là lúc ta chiến thắng, Vegeta cầu xin Goku hãy để anh xử lý trận chiến này. Ok, nếu cậu đã nói vậy, nhớ đừng có chết đấy. Rau bay lên đối mặt với bí xanh. Hắn cười đều, ngươi vẫn tự tin có thể đánh một mình sao? Phải nói rằng lối suy nghĩ của ngươi lì thật đấy, và ngươi thì cũng không thể suy nghĩ chính xác hơn ta đâu. Cái động lực trả thù nó làm não ngươi mục nát rồi, ngươi nghĩ rằng ngươi sẽ sống sót suốt thời gian qua chỉ để trả thù bọn ta, ngoài ra thì cuộc đời ngươi chẳng có ý nghĩa gì. Nào đến đây ba e, hãy chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Rau gồng cơ nách thít cơ mông, quay lại trạng thái bản ngã vô cực, bí xanh bất ngờ, không phải ngươi tới giới hạn rồi sao? He he, ta giải thích rồi, sức mạnh này không bị trói buộc, nó là vô hạn. Vegeta tạo vụ nổ xung quanh cơ thể bí xanh, anh dịch chuyển cốc vô cái đầu hắn, phía trước là thành phố của người Suga, hắn lấy lại thăng bằng nhưng bị Rau sút bay xuống thành phố. Chờ đã, không phải ở đây, oh man, ta nghĩ ngươi không quan tâm gì hết. Rau liên tục tấn công ông cháu, hắn không hề đánh trả mà chỉ biết chống đỡ, không ăn lại thì anh cắn nẻ. Tên chết tiệt, bỏ cái miệng bẩn thỉu của ngươi khỏi người ta, ha ha. Ngươi không thể sử dụng chiêu bắn tỉa đẳng cấp đó ở đây phải không? Granola đè lên tay của Rau, ở phạm vi này thì thành phố sẽ an toàn. Nani, một đòn ki cực mạnh được bắn xuống, không thể nào, vụ nổ lớn xảy ra, khói bụi mù mịt cái kết thì ai cũng đoán được, Vegeta đã bất tỉnh nhân. Sự, Granola cũng không còn đủ sức để đứng lên nữa, nhận được bài học rồi chứ tên Saiyan đáng ghét, đột nhiên bức tường phía sau vỡ ra.
trong đó là một cặp mẹ con người Suga. Gianola nhìn thấy họ, hắn chợt nhớ đến ký ức đau buồn trong quá khứ khi tộc say gian hóa khỉ khổng lồ phá hủy hành tinh này. Bí danh bé nhỏ và mẹ của mình phải lẩn trốn trong sợ hãi y hệt ngưỡng cảnh trước mặt hắn. Do nói rằng bất kỳ mối hận thù nào người say gian cũng rất xứng đáng, làm sao ta có thể từ chối việc ngươi kết liễu ta ngay bây giờ. Tuy nhiên, nếu tiếp tục tiêu diệt người say gian, không phải ngươi chỉ đang lập lại lịch sử sao? Tộc Cezan các ngươi chưa bao giờ man dợ như vậy phải không? Vớ vẩn. Nơi này đã từng là hành tinh hòa bình, bí danh hét lớn. Các ngươi đã lấy đi mọi thứ của bọn ta, và ta sẽ không bỏ qua chuyện này. Gianola bắn đòn khi đẩy Vegeta bay 600m dính núi. Ta đã tìm ra sự quyết tâm của mình, ta sẵn sàng vứt bỏ mạng sống của mình tại đây. Ta sẽ triệu hồi từng chút sức mạnh để khiến ngươi chắc chắn phải chết. Bí xanh tạo ra một quả cầu năng lượng cực lớn từ đôi tay. Sự trả thù của ta với Fize đành phải chờ khi cả hai xuống địa ngục. Do bất lực, anh đã không còn sức chống trả. Xin lỗi nhé ngài Bizet, tôi không thể trở lại với con người nhẫn tâm vô cảm mà tôi đã từng nữa. Sức mạnh của thần hủy diệt vượt quá sức với một người mới làm quen như tôi. Đây là số phận của một người say gian sao? Goku cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ, có lẽ nào họ muốn quyên sinh. Đột nhiên một phi thuyền bay tới, lão Monaito đã nhìn thấy Goku. Phía trước Gianola chuẩn bị ra đòn tất sát, nguồn ki quá lớn thổi bay cả rốt, chết tiệt, không thể lại gần được. Hai ta sẽ chầu trời cùng nhau, lão Monaito hét lớn, dừng lại ngay, Gianola, bí xanh mất tập trung. Ngay sau đó, Goku đẩy hắn cút khỏi đây, lão Monaito xuất hiện, Goku và Vegeta đều bất ngờ, ông ta là người Namek sao? Tại sao ông lại can thiệp vào trận chiến của tôi chứ? Tôi thật sự muốn kết thúc, lão nói rằng, sự thật không phải do những gì Gianola nghĩ. Thật sự có một người say gian mà cậu không nên báo thù, ông nói gì vậy tôi chưa hiểu. 40 năm trước, người đã thực sự cứu chúng ta là một người say gian với cái tên Ba Đốc, gì chứ, một kẻ say gian cứu chúng ta sao? 40 năm trước tại hành tinh Cezan, người Namek từng sống rất trung hòa với người Cezan, cho đến khi cái đêm trăng tròn định mệnh ấy. Những phi thuyền đáp xuống mặt đất, bên trong đó là lũ khỉ say gian khổng lồ. Cộng thêm quân đoàn Fize, chúng tấn công cả hành tinh và giết hại vô số người, lão Monaito là người sống sót cuối cùng. Những người Cezan cũng không khá khẩm hơn, trong con hẻm u tối, bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, Gianola và mẹ của cậu đã bị khỉ đột phát hiện, phía trên, một người Cezan tận dụng cơ hội, bắn một đòn ki cực mạnh xước qua đầu của khỉ đột, nó đủ mạnh để phá hủy mặt trăng của hành tinh này, qua đó gián tiếp khiến chúng trở lại trạng thái nguyên bản, mặc dù vậy thì sức mạnh của bọn Saiyan vẫn ao trình hoàn toàn. Ba Đốc là người phát hiện hai mẹ con Gianola, ngoại hình không khác biệt quá nhiều so với cả rốt, mặc dù ăn đạn từ người mẹ nhưng anh cũng không để ý lắm. Vì khi nhìn thấy họ, anh lại nhớ tới người vợ và gia đình của mình. Thằng nhóc trong lồng này thì các bạn biết là ai rồi đó. Đột nhiên một tên lính xuất hiện. Hắn thông báo nhiệm vụ đã được hoàn thành, giờ chỉ cần nhận lệnh rút lui là xong. Ba Đốc đợi thằng cu rời khỏi đây, anh phát hiện tín hiệu di chuyển từ khu rừng. Đó chính là lão Monaito với hai viên ngọc rồng. Ba Đốc đã cứu cả hai mẹ con Gianola. Ông cháu bất ngờ, như vậy có nghĩa là tôi sống sót nhờ vào lòng nhân từ của người say gian, còn tên nhõi kia thì giống y hệt Ba Đốc vậy. Vegeta nói rằng, Ba Đốc chính là bố của Goku. Vậy là lòng nhân từ của ngươi được truyền từ cha ngươi sao? Gianola vẫn bực tức, thế còn mẹ của tôi thì sao? Tại sao bà ấy không thể sống sót? Trong lúc Ba Đốc rời đi, lão Monaito muốn cảm ơn anh bằng cách hồi phục vết thương. Cái này mới đấy, tôi không biết người Namek có khả năng kỳ diệu này. Máy dò radar phát hiện ra có vài tên đang ở đây, chúng chính là băng Hitter. Đám tạp chủng chuyên môi giới hành tinh, he he, những người Cezan và Namek đã bay màu. Alex sẽ bán hành tinh này cho người Suga với giá cắt cổ, sau đó chia cho bọn Fize 10%. Lũ đó chỉ là đám đầu đất cứ mặc chúng thỏa sức giết chóc mà không biết. Giá trị của hành tinh này như thế nào? Ba Đốc phát hiện lũ này đang có âm mưu phản bội chúa tể Fize. Lúc này Gianola vừa mới tỉnh dậy, cậu phát hiện ra cái đuôi của tộc Saiyan nên đã hét lớn lên. Điều này khiến cả băng Hitter chú ý. Ba Đốc nhanh trí lấy chiến áo choàng. Cậu giàn cảnh việc Linh đang tấn công ba người kia. Hắn là người của Fize sao? Vậy thì làm đi. Ba Đốc chần chừ một lúc, sao vậy tên Saiyan, đổi ý rồi ư? Thật ra lão Namek này có một năng lực kỳ lạ, có nên test hắn trước khi xử không? Dứt lời thì Alex rút súng bắn trực tiếp vào người mẹ của Gianola, cô ấy đã chết ngay lập tức, rồi tới luôn, giết thằng nhóc và bắt cóc lão Namek đi. Ba Đốc tức giận, anh tung đòn ký nhưng Ga đã tạo ra rào chắn bảo vệ, một vụ nổ lớn diễn ra. Sau làn khói thì Ba Đốc đã mang mọi người đi trốn, tên Saiyan đó có vấn đề gì vậy, hắn còn làm cho Fize nữa không? Tụi nó trốn hết mất rồi, mọi người núp lùm một góc. Ba Đốc xin lỗi vì không thể cứu được cô ấy, giờ chúng ta nên làm gì đây? Đám Hitter đang truy lùng chúng ta đấy. Phía này, Ga sẽ tự mình đi giải quyết ba người. Trở về thực tại, đã 40 năm trôi qua, Alex nói rằng Ga đã chiến đấu và cứu một gã say gian. Cục tức này tôi không thể nào nuốt trôi được. Tập phim tạm thời đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay thì cho Mon xin một like và subscribe nhé. Bye bye.